Ukraine biến thành bãi mìn lớn nhất thế giới, thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Thủ tướng Ukraine Denis Smail khẳng định Nga tạo ra bãi mìn lớn nhất thế giới ở nước này sau quyết định xua quân xâm lược. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc được đăng tải hôm 8 tháng 1, Thủ tướng Smail nói đây hiện là bãi mìn lớn nhất thế giới. Nó không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, mà còn gây ra sự gián đoạn lớn trong sản xuất nông nghiệp, vốn là một trong những ngành chủ lực của chúng tôi. Quy mô của bãi mìn, Thủ tướng Smail mô tả lên tới 250.000 km2. Diện tích bãi mìn không chỉ lớn hơn bán đảo Triều Tiên, mà còn lớn hơn cả diện tích Romania và Anh. Theo ông, ngay cả khi không có mìn, các khu vực dân sự ở Ukraine đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi bị Nga bắn phá. Hiện Ukraine đang hứng chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế khi kiên cường kháng cự trước Nga. Năm ngoái, GDP của Ukraine đã giảm 34,4% so với năm 2021 và tính đến đầu tháng 6 năm 2022, tổng thiệt hại kinh tế của nước này đã lên tới 350 tỷ USD. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Thủ tướng Smail dự đoán thiệt hại năm nay sẽ lên tới 700 tỷ USD. Trước những lo ngại rằng cuộc chiến có nguy cơ kéo dài, Thủ tướng Smail nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga và kêu gọi các nước hỗ trợ Ukraine.